Hello everyone, welcome back to my Horror Nightmare. Ngày hôm nay channel xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Nightmare gameplay của mình trong video hôm nay. Hãy bắt đầu nối từ game đầu tiên trong video của bạn là Ice Cream 4. Thì game mới ra mắt được cái đề không lâu và chúng ta hãy bắt đầu khám phá và bắt đầu thử game nào bạn. Let's go. Ok, here we go. Ah, chết bà rồi. Open draw. Bắt đầu nào. Đừng để cho những con robot con cũng như ice cream phát hiện là chúng ta không. Cô kem bỏ lên trước không ạ? Chúng ta đã dắt bom, ai sẽ đem dắt bom. Sử dụng chiếc crowbar để tháo những thanh gỗ ra các bạn. Chắc tôi sẽ đi chơi vào tháng chứ chứ. Okay, let's go. Cái cam xanh này các bạn. Be careful. A little human has escaped. Cái thứ ba chắc đi trong nhà vệ sinh rồi. Nếu bây giờ nó không nhầm quá nhỉ. Oh my God.
Insights. Đây các bạn. Yellow ice cream. Đúng rồi. Careful. Number 5. Check out there, but it's a big grind. Chúng ta sẽ sử dụng bình cứu hỏa này để phá một chiếc trần nhà các bạn nhé. Yeah, go up here. Tôi cũng đi kiểm tra những con số ở trên những bức tường này nào. Rồi sẽ là passport của chúng ta vào đây. Mở được cánh cửa tiếp theo các bạn. No number. Number 5. Number 5. Number 1. Double 5 and 51. Other and 15. Có cuộc sống xoay cậu, lên trên. Intruder in sight!
You are stuck for 4 pieces of RAM. That's it, I'm going to go. You will need to go to the house. Okay, here we go. Okay, so for the ice cream 3. Let's play now with normal mode. Mình sẽ là cứu những bạn của chúng ta bạn nhé. Let's go. Now that my parents are home and we can go out here. Put it here. I'm looking for the chubby one. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Thank you.
jump for be one. Just listen to that. Huh? Thank you.
Never to go to age. Which one of the high con vũ cho tay cả. Put it đây con gỗ thứ ba các bạn, vừa số bột thuốc nổ cho thầy cho hãy đi tìm con gỗ thứ tư. Và cũng là con gỗ cuối cùng các bạn, final horse. Thank you.
mang ba con gỗ vào trên chiếc cây này. Nó còn những cuối cùng ở đây. Ok, vui này, kết thúc. Ok, hãy về làm giúp quả nhé. Bọn chuyển qua thì tiếp theo nào. Ice cream chưa? Thì cái thứ hai là bạn
tiếp tục video các bạn. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. What's up, Jay? Okay, cut out of your mind, everybody. Cho cần kiếm vậy. Thank you.
MJ, help me out of here, please. I'm going to kill. Looking for the chump chubby man. Looking for the chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Chúng ta sẽ thắp nến rồi. Di chuyển qua lại. Chưa đồng hồ này đang đồng hồ hẹn giờ vậy. Chúng ta đã giải cứu được Lee Scott, nhưng mà có cái quái mũi cho không biết đẩy chúng tôi xuống lại. Bây giờ chúng ta được chuyển sang kế tiếp nhau cho chúng ta vào đây nhau. Ice cream one. Tôi tìm con dây nào. Là Charlie vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
开了，回来。快追！太晚了，跑。Okay, we have filled the pencil again.
One more minute. Cùng khởi động chiếc máy này các bạn. Cho đi tìm chiếc chìa khóa trong chiếc áo jacket của người bảo vệ các bạn. Quên jacket. Yeah. Take a look. Sẽ là nhân viên tiếp theo chủ quán cà phê các bạn. Quay trở lại cà phê xe này. Thank you.
tiếp theo nào. Let's play. Hello, ice cream, neighbor friend. To spend night. À, bây giờ sẽ mặt đây vậy. I need to find something to open to unlock it. Tiếp theo nè, Dark Ice Cream Town Hong Kong. Let's see. Start the mode. Level 1. From level 1. Search remote and portrait. Have complete. Tiếp tục nào. Kill ice cream was. Có tôi cộng hai tên gọi.
key. Chúng ta thành công quá, đẹp cầm đi chứ. Cùng vận chuyển qua tự hình tiếp theo nào. Duck ice cream. Leslie. Number 7. Now we start from the 1. Favorite Pasago. Cũng thích đi đổi cho đồ này con. Cưng quăng ngược lại nào con. Cycle. Tiếp tục nào các bạn. Level 2. Fire map. Ta đi định hướng điểm đỏ cho đồ nào các bạn. Chúng ta đã có bản đồ trong tay các bạn. Number 3. Draw first aid kit. We are following the night beam. Our first aid kit. First here. Lý điểm tiếp theo nào bạn. Drop second first aid kit. OK, và cùng đến điểm cuối cùng nào bạn. OK, anh em cam kết nhiệm vụ cho hoàn thành nhiệm vụ 3 nào bạn. Cùng các bạn chuyển qua tiếp theo, điểm cuối cùng trong video ngày này. Thank you.
written in the newspaper. Ok, và mình sẽ đến sau khám phá tiếp bên trong có gì còn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cho nó hò hò đồ Nightmare gameplay của mình. Thank you.